Hãy đánh đít ra đây xong lùi đít lên này. Rồi. Giờ mình phải đánh đít ra đây đã. Mình phải đánh xe ra đây xong mình đánh xe ra đây xong mình lùi lên cái dốc này. Rồi ok. Ui. Bừa. Xe bay. Ok nhá. Sẽ lấy đà mình bay ra kia nhá. À, lên. Ui, ok. Ok lên được rồi nhá, các bạn chưa thoát video muộn nhá. Ok, mình lại đi tiếp thôi. Ôi, mãi mới lên được luôn đấy. Ui giời. Hello, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ lái chiếc xe Chevrolet màu đỏ, nhìn rất là đẹp. Mình sẽ lái chiếc xe này đi trên đường gập ghềnh bằng chiếc vô lăng này. Và mình cũng trải nghiệm cảm giác rung của cái vô lăng này khi đi đường gập ghềnh xem như thế nào nha các bạn nhá. Và bây giờ mình sẽ đi nhá. Let's go. Lùi ra thôi. Xe này có 8 số mà. Bởi vì xe khỏe. Xe này tiếng bô rất bốc luôn bạn ơi. Ui, bô bốc lắm. Ok, em sẽ rẽ đây. Ôi, đường hơi hẹp nên các bạn thông cảm nhé. Đường ở làng quê nên hơi hẹp. Ôi trời ơi. Ok, đi thôi, let's go. Đường làng quê là hơi hẹp đấy, quê mình đấy. Quê mình trong game đấy các bạn. Ok. Mình sẽ chuẩn bị lên đường gập ghềnh luôn. Đường gập ghềnh này sẽ rất là khó. Nên sẽ rất là thú vị đây. Tôi đã để mình tắt cái mô phỏng mệt mỏi đi đã. Chứ đi trên đường gập ghềnh mà buồn ngủ thì chết. Mô phỏng mệt mỏi này vi phạm. Ok đi thôi. Ta tắt mô phỏng mệt mỏi đi rồi. Ok let's go. Ui được. Xe này sóc quá thì à. Chưa gì đã gạ 6% rồi. Bật cái xe này. Ui xe này rất khỏe các bạn ơi. Ui. Thế gì đâm xe này. Ui xe này rất bốc. Bốc thật sự luôn. Đây, chuẩn bị đường đất này này. Chắc chắn sẽ sóc. Ui, sóc thế, ui. Mấy đoạn sóc cực luôn. Ui, mấy đoạn sóc, ui. Sao mấy đoạn này sóc nhỉ, đoạn này đi vào rừng bạn ơi. Đi vào rừng, đây là hơi sóc. Ui, sóc quá, ui. Đoạn này đi vào rừng rồi, ui, sóc thế, ui. Sóc vậy. Ui. Xe tải cũng vào đây. Đoạn này sóc cực kỳ. Ui. Trời ơi, sóc quá. Rồi mình thích đi mấy cái đoạn sóc kiểu này này. Đi rất thích luôn. Rồi, ui. Sóc rung hết cả tay mình luôn này. Ui rồi. Sóc quá. Trời ơi, rung tạc vô lăng luôn này. Ui. Ok, hết đường sóc rồi. Ui, đoạn này sóc kinh hoàng luôn bạn. Ui, lại còn đường sóc nữa à. Ui ôi. Thôi đừng có sóc nữa. Sóc rung cả tay mình luôn này. Sướng thật. Nó rung như trong game luôn này. Ui ôi, sóc rung hết cả tay rồi. Khó thật sự đấy. Tính ra là lên đồi nha. Đoạn này đang lên đồi rồi, nên đỡ sóc. Ui, đoạn kia sóc đấy. Đoạn kia sóc thật sự luôn. Ui dồi ôi, cái đồi này dài quá. Ui đoạn này mình lại sóc thật đấy. Ui dồi. Từ nha, mình chỉnh lại cái cần số với đã.
Con số này nó bị lòng cái bọc ra này, cái nhựa bọc bên ngoài. Ok nha, ok đi thôi. Ui, sốc thật sự đấy. Thì không có từ gì để miêu tả cái đường đấy à. Rất là sốc luôn. Cái này phải đi cẩn thận bạn. Vừa lái sốc rung tay rồi các bạn ơi. Đường này vẫn là đường nhựa nên là nó không có gì xa lạ. Ui, vừa lái sốc rung tay luôn. Có nói từ các bạn dù đâu mà. Ui, vừa nãy sóc rung tay luôn kìa. Ui rồi, bạn đấy rất sóc. Chắc ngoài đời đi kiểu vậy, chắc là bay xe từ lâu rồi. Thì đã, cua ở đây đã. Ui rồi, sóc quá. Ui, quả đấy bênh bênh cả bánh xe luôn mà. Nhưng mà đoạn đấy mình quên trong góc 2 nhỉ. Thôi, đã lơ đi rồi. Đoạn đấy mình quên trong góc 2. Góc 2 để cho các bạn xem. Trời ơi, sao mình quên rồi. Vừa đấy, đoạn đấy nó bênh xe cực kỳ luôn. Mình quên trong góc 2. Chán quá nhỉ. Thôi kệ đi. Rút kinh nghiệm lần sau. Lần sau đến đoạn nào sóc sóc khó khó thì mình sẽ cho góc 2 cho các bạn xem. Thôi mình rút kinh nghiệm nha, các bạn thông cảm nhá. Lúc đấy mình quên cho góc 2. Khổ sở thật. Đây này, chắc chắn lại đến đoạn sóc bởi vì mình thấy mình nhìn thấy đường rừng. Ôi, cái gì vậy? Đường này lại ra quê rồi à? Ok, bây giờ mình sẽ khám phá đường gập ghềnh thứ hai nhá. Đường này là ra thành phố rồi. Mình sẽ khám phá đường gập ghềnh thứ hai. Bắt đầu. Ok, mình sẽ khám phá đường gập ghềnh thứ hai này. Đường gập ghềnh thứ hai sẽ ở một cái chỗ khác. Ôi chết rồi, đường cấm rồi. Đường cấm mình vẫn qua được. Mình có cách qua đường cấm rồi. Mình có cách qua đường cấm rồi. Không sao. Mình sẽ đi qua đường cấm bằng một cách dễ dàng thôi. Đây, mình sẽ đi qua đường cấm này, các bạn nhìn này. Nhìn nhá. Thứ nào mình sẽ đi qua đường cấm cho bạn xem. Đi qua đường cấm dễ dàng mà. Dễ dàng, không cần phải chỉnh luôn. Đầu tiên là các bạn lên một bãi rừng như này. Đấy. Lên một bãi rừng như này. Đây, các bạn lên một bãi rừng như này. Các bạn sẽ đi. Các bạn sẽ qua được đường cấm dễ dàng thôi. Đấy. Qua đường cấm luôn. Ok, bây giờ đi thôi. Bây giờ đi bình an vô sự thôi. Chả có gì. Ok, đi đợi, let's go. Mình đã đi qua đường cấm rồi. Thì đi bình an vô sự như một lãnh đự thôi. Chả có gì. Cũng như cả đường cụt thế các bạn nhé. Cụt chết rồi, đường cụt rồi. Cứ lãn để mình xem là đường cụt rồi. Đường cụt rồi. Thôi, mình sẽ kiếm cái đường gặp gành là mình đi tiếp. Sẽ kiếm đường gập ghềnh này, mình đi tiếp nha, đường cụt rồi. Tắc nghẽn giao thông các bạn ơi. Thôi mình đi nhanh, mình kiếm cái đường khác mình đi. Ok, mình sẽ đi qua đường cấm dễ dàng. Hả? Ok, mình sẽ đổi góc nhìn khi mình đi qua đường cấm nha. Xe rẽ vào đây. Đấy, đi qua đường cấm dễ dàng không bạn? Chả có gì là khó khăn cả. Ui, xe bông. Xe bênh kinh cực. Mình sẽ kiếm cái đường gặp cả nhà để mình đi nhá. Ở thành phố này nhiều. Ở cái thành phố này rất nhiều cơ. Không phải ít. Thành phố đi re đen này. Thành phố đi re đen. Ui, sốc quá. Cái nhà đoạn này rất đông xe luôn bạn ơi. Ui, nhìn xe này, nhìn cái lốp rất là hầm hố luôn bạn ơi.
ok mình sẽ kiếm cái đường gập ghềnh thứ hai. Mà bây giờ lại phải trải qua cái đường gập ghềnh kia. Bây giờ mình phải đi lại cái đường gập ghềnh mình vừa đi thì mới có đường gập ghềnh tiếp và đi các bạn. Ok, phải đi lại cái đường gập ghềnh mình vừa đi thôi thì phải có đường gập ghềnh khác đi. Ok, bạn vẫn xem nhá, chứ không phải mình đi lại đâu nha, các bạn xem nhá. Để mình kiếm đường gập ghềnh khác để mình đi cho bạn xem. Có gì đâu, đúng không? Thả dốc này, thả dốc ui đường này, đường này rất là nghèo. Chờ đã, cua này đã, này phải lái hai tay, không lái về được. Lại phải đi lại đường gập ghềnh này để đi kiếm đường gập ghềnh khác để đi cho các bạn xem. Ôi, đĩa đâm vào cảnh sát. May quá, may tay lái mình lụa, chứ không đâm vào xe cảnh sát chết. Đến cái đoạn bênh xe đấy thì mình sẽ cho góc 2 nhá. Và đấy đi thích cực kỳ luôn. Như kiểu xe mình đang được bay ấy. Đấy, đoạn đấy nó cứ sóc sóc như kiểu xe mình đang được bay ấy. Đấy, các bạn cứ tưởng tượng là như vậy. Kiểu xe mình đang bay trên một không trung, đang bay trên không trung ấy. Rất, rất thích luôn. Ui, thôi xong. Thôi, video của mình đến đây kết thúc thôi. Hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những video sau nhé. Bye bye. Video hôm nay như kiểu là... thôi fail rồi, nhưng mà vẫn có video cho các bạn xem. Ok, bye. Trời ơi, lái xe ngu và cái kết. Ôi cái gì đây, xe nó bị kẹt bánh xong bánh sao lên thứ này. Từ đã, các bạn chưa thoát video vội nhá, kéo lên được, lên đi, bật khóa bị sai lên rồi. Ui này, bất ngờ. Ui, bất ngờ. Các bạn đừng thoát video nha, các bạn chưa thoát video vội nha. Ok. Các bạn chưa đừng thoát video nha. Các bạn đừng thoát video. Mình sắp lên được rồi, các bạn cổ vũ cho mình lên được đi. Ok. Các bạn đang xem thì các bạn đừng vội thoát video nha. Mình vẫn đang đi đấy các bạn ơi. Ok, các bạn đừng vội thoát video của mình nhá. Ôi ôi, các bạn từ từ đã, đang căng các bạn. Đang căng thật sự ra. Ui, mình nghĩ là chắc là không lên được đâu. Nhưng mà các bạn cứ xem một lúc đi, chắc chắn sẽ lên được. Nhìn như này biết lên được rồi. Ui ôi, thọt xuống cống rồi. Không sao, mình vẫn lên được. Chứ không phải là mình không lên được đâu. Lên đi. Lên số cao để cho nó khỏe hơn. Khóa vi sai lên. Thấp. Ok, số thấp này, số 1 này. Từ nhá. Lên đi. Bánh đang dịch chuyển rồi. Đây, trong xe đang dịch chuyển từ từ rồi. Thì bay lên bãi kia nhá. Bánh xe đang dịch chuyển từ từ rồi. Ba chi lê rồi. Đang ba chi lê rồi các bạn ơi. Từ đã. Này không ổn rồi. Bây giờ đánh đít ra đây xong lùi đít lên. Đấy, đánh đít ra đây xong lùi đít lên này. Rồi. Giờ mình phải đánh đít ra đây đã. Mình phải đánh xe ra đây xong mình đánh xe lên đây xong mình lùi lên cái dốc này. Ok. Xe bay. Ok nha. Sẽ lấy đà mình bay ra kia nha. Lên. Ui.
Ok. Ok, lên được rồi nhá, các bạn chưa tắt video muộn nhá. Ok, mình lại đi tiếp thôi. Ôi, mai mới lên được luôn đấy. Ui rồi. Khó thật sự đấy. Bạn chưa thoát video bộ nha, vẫn còn nhiều đường gập gạch cho bạn, cho các bạn chiêm ngưỡng nhá. Trời ơi, mãi mới lên được luôn đây này. Đấy, cái đường này mình mới quay, mình mới cho hốc gai, góc hai cho các bạn xem này, đây này. Này, các bạn nhìn này. Ui, thấy chưa, các bạn nhìn xe nó bênh này. Ui, xe nó bênh kinh cực đấy. Ui, các bạn nhìn này, ui, xe nó bênh kinh chưa. Ở trong xe nó bênh kinh cực, ở ngoài nó bênh ít. Mình sẽ thử chạy nhanh lên nhá, xem xe nó bênh như nào nhá. Ui, xe nó bênh cực kỳ luôn bạn ơi. Bênh quá. Ui, có xe taxi này. Ui, xe bênh quá. Đến cả vô lăng nó bị chậm lại cơ. Xe bênh rất. Ui, xe bênh cực kỳ này. Ui, vô lăng của mình nó rung luôn này. Xe bênh. Ôi, xe vẫn lật lên được. Ok, không sao, xe vẫn lật lên được. Lùi lên thôi. Xe vẫn lật lên được. May quá. Hôm nay là video vừa hài vừa gai cấn. Thử ra. Lên được đấy. Tự sao xe lại cắm xuống đây nhỉ? Chắc chắn là lên được. Bật khóa bị sai nhé. Khóa bị sai, hãy giúp tôi. Khóa bị sai này, lên. Các bạn đừng thoát video nha. Video này rất là gay cấn các bạn ơi. Ok, lên xe. Mà lên cũng tao cái. Ok, sắp lên rồi. Bay xe được không nhỉ? Từ nha, cho vào góc trong. Ok, xe đang dịch lên từ từ rồi. Ở bên trong xe đang dịch lên từ từ rồi. Cố lên xe ơi, chúng ta là xe bán tải mà. Đến nỗi mình đi nhanh quá, xe nó bị đâm vào đây rồi nè. Từ nhá, các bạn chưa thoát video vội nhá. Cho thẳng lái này, cho thẳng lái xong nhấn ga lùi lên thôi. Đợi xe lùi lên thôi, nhấn ga thật mạnh. Rồi lên số thật cao. Ok nhá, lùi. Mà đây này đang lùi cơ mà. Đang lùi chỉ có nguyên R thôi. Cho thẳng lái. Không ngoẹo lái thì nó bị lấn vào bùi. Được nhá. Ok, bánh đang dịch lên từ từ rồi. Bánh đang lăn lên từ từ rồi. Yeah, bánh đâu. Lên. Nào, lên, bật đèn. Lên. Bật hãm động cơ lên. Wow. Sắp lên được rồi. Cố lên xe ơi. Ok, thôi, mình không lên được rồi. Và video của mình đến đây là kết thúc rồi nha. Hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những video sau nha. Bye bye.